chia sẻ với các bạn cái áo cho người tuổi trung niên. Và ở đây mình sang xuống giấy từ đó xuống khỏi ngực một tí thôi, tặng cho các bạn dễ nhìn nha. Cái cổ đó thì mình qua 10 cm, và xuống hạ xuống đó thì mình hạ là ngay cái mí đó 12 rưỡi. 12 rưỡi là cái điểm mà nó như là cái cổ tròn, mình vẽ, mình vẽ cái cổ tròn ở phía trên trước. Chân cổ thì mình qua là 7,5 cm. Hôm nay mình phải chiến đấu với những cái đồ đồng phục áo dài trong trường ở địa phương của mình. Hôm nay thì đã thoáng rồi, cho nên là mình tranh thủ làm cho các bạn xem. Ở miếng ngoài xếp đôi đó là mình vào 1,75 cm nha các bạn, như là để mình đánh cho nó ra cái lá trầu. Lá trầu giống như vậy. Và ở cái đường vòng cổ đó mình đã ra định hình cái cổ rồi, thì mình vẽ 4,5 cm xuống tới cái vòng eo đó đi, rồi mình hạ 19, mình lấy cái mí rời nữa mình ghép vải đen đó, là cái chiều dài từ cái trên chiều dài xuống luôn 19, mình móc cho nó tròn ở phía dưới và nối vào bốn ngay cái điểm 4,5 cm mình ra cái lúc ban đầu đó. Khi hết áo dài thì bắt đầu mình sẽ chiến đấu ở trên kênh YouTube của mình. Các bạn ủng hộ nhiệt tình ha. Rồi xong mình danh cái đó rời ngang, mình bỏ cái đi, rồi mình đặt lên cái thân áo của mình. Và mình hạ thử coi cho nó chính xác giống như hạ 19 ban đầu chưa. Rồi mình đặt lên thì các bạn trừ hao trở ngược ra khỏi cái mí giấy là 8 ly. Rồi xong cái phần của cái thân. Bây giờ thì mình sử dụng cái keo ép hộp để được cái cổ áo mà nó tinh tế như vậy thì các bạn đặt lên và mình cắt trừ hao ở bên ngoài là 8 ly nữa nè. Cầm kéo viết ở tay mình nó chai 4-5 cục luôn. Mình cắt nhìn qua nó có chuột hết trơn. Đó, xong rồi cái mí vòng cổ đó thì các bạn trừ ra 5 ly cho mình ha. Để khi mình gắp lại nó sẽ giữ lại y như cái hình mình tạo ra trong cái giấy đó. Rồi mình làm dấu để mình nữa mình may hai cái phì dây qua, mình đâm nút. Rồi cái này là cái thân sau. Ở phía trước thì mình qua 10, thì ở sau mình cũng qua 10 luôn, và mình hạ xuống là xuống 8. Cái này cổ áo này dành cho những người tầm cỡ 55 tuổi trở lên thì mấy bạn áp dụng là rất là ok. Rồi cái cổ áo đó mình cần một cái cọng dây viền ở cổ sau. Thì mình cắt quen rồi, cái cọng đó thì các bạn cắt bề bản nó 3 cm là vừa.
Rồi cái cọng này là ở đây mình lấy cái vẫy vụn của mình và mình kẻ một đường nó bề ngang khoảng 2 cm dài á, thì theo cái chiều dài chiều xuôi của số vải nha các bạn, để mình khi mình đột mình may mình lộn lại á, thì nó sẽ không có bị đứt chỉ khi mình trong cái quá trình mình sử dụng để mình đơm nút đó. Cái keo của mình thì mình ép rồi xong mình cắt sát hết, rồi mình cần hai cái lớp vải vụn để mình úp mặt mình ráp với cái miếng keo ủi vải đen của mình đó. Còn cái này là cái cọng mình để mình may lộn lại mình đâm nút nè. Đôi khi những cái cổ áo mà nó có cái tính chất thủ công thì nó sẽ đẹp hơn những cái giống như mấy cái cổ áo mà mình làm bằng cái khoen bằng bằng dây thun loại cọng tròn mà giãn đó, thì nó chỉ phù hợp với cái cổ thân sau, cái cổ sau của cái dáng áo công sở thôi. Còn cái này gắn phía trước thì mình làm cái khuy đó mình thấy nó đẹp, cho nên là mình quyết định chia sẻ cái cổ áo này lại cho các bạn xem đó. Mình may cái ngoài bìa xong rồi các bạn lấy cái đít kim á, mình lùi lại mình xỏ ngược lại, xong cái mình nắm mình lấy cái tay của mình xe 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 cái cho nó cái đầu mình may kim vào nó lọt vô trong cái này, mình kéo lên cái là xong. Đó, mình độ chừng khoảng cái nút mình gài nó lọt qua là được. Khi mà cái ở trên nền vải bông đen giả đen thì mình chọn những cái khúc dây của mình nó mình né cái màu đen bớt đi đó. Bây giờ là mình sử dụng cái miếng đó, khi mình mặc vào thì cái bên đó là nó nằm ở bên tay trái, đặng cho mình gài qua cái nút bên tay phải nó thuận qua. Mình lấy một cọng mình đút vô một bên của cái đường phấn của mình đó, rồi xong rồi quay lại bề mặt các bạn đặt lên cho nó vừa kế với nhau, là thành ra cái đường phấn của mình nằm ngay chính giữa của cái hai cái cọng dây đó, nhưng mà cho nó khít đừng hở hở nó sẽ không có nhìn không đẹp. Đó, rồi các bạn lưu ý ha, cái lớp vải ở phía dưới thì nó cũng là vải xuôi cùng chiều với cái vải keo của mình luôn, và các bạn đừng có cắt trước mà mình đặt lên như vậy đó. Mình đột chỉ là mình lấy cái tay mình giữ cái vải ở dưới cho nó đừng có bị đùng lại thôi, hai lớp nó bằng hai đường may ở lớp trên với lớp dưới cho nó thẳng, rồi mình lấy kéo mình vanh nó sẽ chuẩn hơn, để khi mình cắt mà hai lớp bằng nhau, lớp lớp đen với cái lớp bông mà các bạn cắt bằng nhau, khi các bạn gấp lại nó sẽ lớp dưới nó sẽ chè vào trong nè, khi mình đập dần đó nó sẽ không có đẹp bằng. Nhưng mà cái lưu ý thì cái thân bông đó nó phải phải xuôi cùng chiều nha. Đến nay các bạn đặt xay tới xay lui nó là quả xéo là nó sẽ bị chẹo, cái lớp dưới nó sẽ không có đạt. Rồi đi ngang cái những cái vòng cong đó thì mình bấm cách tầm 1 cm là các bạn bấm một mũi kéo cho cái mũi kéo của mình nó vừa tới cái cọng chỉ mình mới đột đó, đừng cho bị đứt nha các bạn. Vừa cách một tí thôi, như là nửa milimét
cho nó đừng đừng đụng cọng chỉ, nhưng mà nó sát mức có thể. Rồi mình lật hai cái đường may ở phía trong đó qua bên cái vải bông, mình đột ép một đường nhiễu một đường một mũi kim đó. Xong rồi các bạn muốn nó khéo đẹp đó, thì trong khi mình đột miếng miếng thứ nhất thì mình mở cái bàn ủi đi, xong cái mình đột rồi thì cái bàn ủi nó nóng bắt đầu mình lật và nổi luôn. Đó, cái đó mình ủi xong rồi đó. Ủi xong đó thì mấy bạn danh vào. Đó thì nó là nó quá chuẩn luôn. Mình may thì nó khác cái đầu chợ là cái chỗ đó. Các bạn may chừng vài đường cái bắt đầu cái chỗ nào cần thì mình ủi vậy đó, nó đẹp. Bây giờ thì mình đi quắt sổ cho hai cái lớp đó nó dính nhau cái đường đó. Rồi đó, các bạn thấy sao? Kế lại. Rồi bây giờ thì cái thân ở dưới của mình nè, mình đạp dằn một đường từ cái đô này qua cái đô kia. Có nơi thì các bạn chọn gọi tên là cái vai đó. Mà mình ở đây thì mình rồi xong rồi mình ịnh phấn chính giữa cái thân ha, rồi mình làm dấu phấn ở trong cái cổ cho nó giống nhau, nó đều. Đầu các bạn mới đọc từ cái trên đô đó xuống từ từ. Căn bản là cái ở bên cái nẹp là mình có keo, còn cái bên thân là nó là vải xéo, cho nên là mình phải dùng hơi cái thân dưới lại. Mình dùng hơi lại đầu nửa đường cái mình mới đọ đi, mình đọ cái đường may coi hai cái nó lớp trên lớp dưới nó bằng nhau không. Rồi tới bên đây thì mình cũng dùng hơi lại, dùng hơi cái lớp dưới, cái lớp thân dưới lại. Đó, cái nửa đường cái mình đọ lại, mình đọ lại coi cái nó đều không, để mình thôi đó, hai cái nó so le cái mí cổ và cái mí ở bên cái thân. Đó, rồi xong rồi mình nhiễu qua, mình nhiễu một đường nhiễn qua hai cái đường may ở phía trong đó, các bạn bật chỗ ngược qua bên cái thân áo hết nha. Cái thân trước nó đã xong rồi thì tới cái cổ sau, mình dằn cái cổ sau rồi mình viền ở đây. Cái nẹp cổ mình đã may keo nó hai lớp rồi, thì ở sau thì các bạn viền tròn, nó sẽ hai bên nó sẽ cân bằng cái độ dày, mình ráp lại nó sẽ đều hơn là mình viền dẹp. Viền dẹp mình ráp với cái ở thân trước thì nó sẽ một bên mềm quá, một bên nó sẽ cứng, nó không ngay cái đường may nó sẽ bị nghiêng một bên, nó sẽ không đều. Đó, đạp đường thứ nhất xong rồi mình đạp dần cái đường bìa cho cái một bên nó là vải viền và một bên là cái thân áo đó, cho nó dính lại với nhau.
đó, mình chặn cái tay ở phía sau chân vịt lại nữa đó các bạn, chồng lên hai đường luôn. Nó tùy theo ví dụ như là cái đường mình đột nó, mình cảm thấy nó không có, mình cặn quải nó hơi ít thì các bạn dặn nó nhiều đường lại. Chủ yếu là cái đường bìa đó, nó mình đạp nó không bị giãn thì mình ốp, cái đường ốp của mình nó rất là dễ dàng, nó không có bị giận sóng hay là bị chẹo gì hết. Rồi đây là đô cổ thân sào, giờ mình gắp lại hai cái đô lại với nhau. Khi mà hai lớp vải cứng đó, thì các bạn ghim kim vào nó, mình lại mối lại để em thôi, nó dễ bị chài lắm, nó chài cái nó so le. Rồi cái đường chỉ của mình nó là chỉ màu cho nên là mình bật ra làm hai cái đường may đó, mình rẽ ra, rẽ ra rồi mình đạp dằn lên cái cho cái lớp dưới nó dính vô. Rồi đó xong rồi mình, cái cổ của mình nó xong đó, thì mình đâm hai cái nút lên. Đây thành phẩm của mình đây, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình ha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những video sau nha. Bye bye.